Cuối cùng là anh cũng lộ ra cái mặt của anh rồi đúng không? Anh muốn đuổi tôi đi, anh rước cái con Diệu ra về đúng không? Cô, tôi không... Anh chị, đây là bệnh viện, đề nghị anh chị nhỏ tiếng một chút. Xin lỗi cô. Ba mẹ đừng có cãi với nhau nữa. Thư nè, ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa. Con ngoan, bây giờ con ngủ đi. Thư, tối nay mày ngủ với con nha. Dạ. Tôi ra ngoài đi dạo. Chờ mẹ chút xíu nha. Sao anh không ở bên phòng với bé Thư? Anh qua đây lỡ bé Thư cần gì thì sao? Có Tuyết ở bên đó với Thư rồi. Vậy sao anh còn qua đây? Lỡ chị Tuyết biết thì sao? Em yên tâm đi, Tuyết không có biết hai mẹ con em ở đây. Diệu nè, em cầm số tiền này đề phòng khi nào thằng An nó có cần gì thì có cái mà lo cho nó. Nè, em cầm đi. Thằng An bây giờ đã qua nguy hiểm rồi, em có thể lo cho nó được. Số tiền anh cho em mượn để phẫu thuật cho thằng An, sau này em nhất định sẽ trả đủ cho anh. Anh không cần phải quan tâm mẹ con em nữa. Em không có muốn chị Tuyết hiểu lầm. Anh xin lỗi chuyện lần trước, anh chỉ muốn giúp mẹ con em thôi. Không ngờ Tuyết biết được. Em cũng là phụ nữ, em hiểu cảm nhận của chị Tuyết. Bây giờ mà đã có gia đình hết rồi, em thấy mình đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Số tiền mà anh cho em mượn, sau khi gom góp đủ, em sẽ gặp anh để trả một lần luôn được không? Tùy em quyết định thôi. Đó đúng là cáo già, là bộ tốt bụng yếu đuối. Nếu bây giờ mình làm dữ thì anh không cần bên nó thôi.